Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau xuất hình với hiệu ứng painting nào các bạn. Tôi chọn hình này và chúng ta vào phần effect. Các bạn qua phần analytics, các bạn chọn hiệu ứng painting. Thông số đầu tiên của painting chính là phần smell size, là kích cỡ của nét vẽ này. Nếu như các bạn tăng giảm thì kích cỡ sẽ to nhỏ khác nhau. Các bạn thấy rõ chưa ạ? Nếu tôi giảm đi thì to hơn và tăng lên thì nhỏ lại. Thông số tiếp theo chính là style. Chúng ta có thể chuyển nhiều thể loại khác nhau. Khá là ấn tượng. Các bạn muốn tăng độ ấn tượng hơn nữa, chúng ta bấm vào phần imperfection này. Các bạn kéo lên thì trông ảnh của chúng ta ấn tượng hơn rất nhiều. Detail chính là phần lấy lại chi tiết. Nếu tôi tăng cái này cao lên thì các bạn thấy biến dạng khá nhiều. Tôi tăng detail thì lấy lại một phần chi tiết của tấm hình cho chúng ta. Khá dễ hiểu. Chức năng cuối cùng là Random Offset. Các bạn có thể thay thế các vị trí sao cho ngẫu nhiên nhất có thể. Tôi kéo lên. Và bây giờ tại sao chúng ta không xuất một tấm hình nhỉ? Các bạn có thể xuất một tấm hình dạng poster lớn. Khá ấn tượng đúng không nào?